Chú yên chí đi, anh có 3.000 giờ bay. Đừng lo, anh lái thì không bao giờ rơi đâu. Ôi, nguyên một vườn hoa trắng toát ngoài đồng luôn kìa đại ca. Đâu 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 đâu. Tại sao lại đi bắt hoa xuyến chi dễ thương của ta chứ? Nó làm ta chói mắt. Ta rơi từ trên cao xuống, bị thương. Bây giờ dập cái bụng nè. To tướng, ăn ngon quá được. Giờ người ta ốm teo luôn rồi nè. Cái đó là ngươi bị bệnh thì ngươi phải đi khám và chữa chứ. Liên quan gì tới cái chuyện mà bắt hoa xuyến chi hả? Ta phải đánh hắn một trận rồi mới đi khám. Tại hắn làm ta bị đau mà. Nè, ngươi đừng có đổ thừa. Ngươi bị suy dinh dưỡng, tiêu hóa có vấn đề thì có. Đúng rồi đó Đốc Tô Khỏe. Cái này là ông bà mình hay nói á, là bị cam tích, đúng không Đốc Tô Khỏe? Đúng vậy. Làm sao ta có thể tin được lời của ông nói chứ? Có phải ngươi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, ăn uống kém, tóc khô, da khô, loét niêm mạc, loét miệng, có khi còn bị phù thủng nữa đúng không? Đúng, đúng vậy. Sao ông biết hay vậy? Ta không biết thì sao là Đốc Tô Khỏe chứ. Ta sẽ tha cho Hoa Xuyến Chi nếu như ông điều trị cho ta hết bệnh. Sâu, nghe ông nói nè, nếu như mà ngươi không buông tha cho Hoa Xuyến Chi thì ngươi càng không hết bệnh luôn, biết chưa? Vì sao vậy chứ? Vì Hoa Xuyến Chi sẽ giúp cho ngươi hết được cái chứng bệnh cam tích đó. Ốc Thành Nhân biết cả thông tin này nữa hả? Ừ, ốc biết chứ, nhưng mà ốc chỉ biết có nhiêu đó à. Còn chữa làm sao, cụ thể như thế nào thì không có biết. Có phải con giúp được anh Sâu không Đốc Tô Khỏe? Đúng vậy, con sẽ giúp được những người bị cam tích đó. Vậy Đốc Tô Khỏe chỉ cho Sâu đi, giúp hắn cho hắn khỏi bệnh đi, để cho hắn khỏi phải làm phiền Hoa Xuyến Chi nữa. Có gì khó đâu. Đối với trẻ nhỏ mà bị cam tích thì chỉ cần lấy 15 gram xuyến chi cho vào nồi, rồi đặt 60 gram gan heo lên, đổ nước vào hấp chín, chia làm hai phần ăn trong ngày. Ăn chừng một tuần là sẽ có kết quả ngay. Ái chà, nghe Đốc Tô Khỏe giới thiệu là ốc đã thấy món này bổ dưỡng rồi đó nha. Sâu, ngươi mau nhờ xuyến chi giúp ngươi đi, ta hết trách nhiệm rồi nha. Em xuyến chi đẹp gái, giúp anh đi mà. Cái gì? Không thèm. Xuyến chi đẹp gái ơi, đừng giận anh mà. Đúng thiệt là mấy bạn nhỏ trong khu vườn nhà Đốc Tô Khỏe đủ trò hết à. Mà bây giờ cũng đã đến lúc ốc Thanh Vân, Đốc Tô Khỏe và hai bạn phải nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả rồi. Quý vị khán giả hãy nhớ đón xem chương trình Đốc Tô Khỏe lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.